ăn bữa tối quá muộn. Ăn tối sau 7 giờ tối và quá gần giờ đi ngủ có thể gây khó ngủ, do cơ thể phải tiêu hóa thức ăn và làm mức hormone đói ghrelin trở nên cao hơn vào ngày hôm sau. Do đó, chúng ta cần duy trì thói quen ăn tối sớm 2 đến 3 giờ trước khi ngủ để tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân hiệu quả. Ăn quá nhiều vào cuối ngày. Người đang trong chế độ giảm cân thường bị đói vào chiều tối nên dễ ăn quá nhiều vào thời điểm này. Để tránh tình trạng ăn uống vô độ, chúng ta cần sắp xếp thời gian ăn uống để đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong ngày. Bằng cách này, bạn sẽ không cảm thấy đói khi vào cuối ngày. Việc ăn các bữa ăn cân bằng với protein, chất xơ và chất béo sau 3 đến 4 giờ sẽ ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào cuối ngày và ban đêm. Chúng ta nên bổ sung thêm một bữa ăn nhẹ vào giữa buổi chiều với chất xơ và protein, chẳng hạn như một quả táo với bơ đậu phộng, để không phải ăn quá nhiều sau 7 giờ tối. Bỏ qua thực phẩm chứa các chất cần thiết cho sức khỏe. Carbon hydrate cung cấp nhiên liệu cho não và hệ thần kinh trung ương của chúng ta, còn chất béo giúp hấp thụ một số chất dinh dưỡng nhất định, giảm tác động của đường huyết và góp phần mang lại cảm giác no. Protein là nền tảng cho cơ bắp và có khả năng tăng cường trao đổi chất, giúp chúng ta cảm thấy no và khỏe mạnh. Do đó, việc loại bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm này có thể thúc đẩy cảm giác đói, và điều này khiến bạn ăn quá nhiều.